Đầu tiên bỏ hoàn toàn thuốc lá. Hy vọng ở đây các bạn không hút thuốc đúng không ạ? Hy vọng là như vậy. Có một số lượng nhất định bác sĩ tim mạch chúng ta hút thuốc ấy. Càng căng thẳng càng dễ hút thuốc, thậm chí bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hút thuốc. Tôi nói thật là tôi thấy là tôi cũng quá ngạc nhiên là tại sao chúng ta có thể hút thuốc được. Bởi vì đối với tôi thì thuốc lá là một cái gì đấy là nó chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn nội mạc, nó thúc đẩy quá trình xơ vữa và nó làm cho nứt vỡ và viêm tại chỗ nhiều hơn. Chả có lý do hút thuốc cả. Và vì thế nên là chả có lý do gì để chúng ta có thể chấp nhận một ông hút thuốc ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà ra đường thì đâu đâu cũng thấy hút thuốc đúng không ạ? Thậm chí các sếp chúng ta hút thuốc, về nhà bố mẹ chúng ta hút thuốc và chúng ta coi như nó bình thường. Xin lỗi, nó không bình thường một chút nào cả. Nếu chúng ta muốn chữa cho bệnh nhân, chúng ta hãy nói như là chuyện đó. Phải tránh xa thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động có hại, tương đương với cả chủ động, chả khác gì cả. Các bạn muốn bị nhồi máu cơ tim không? Đấy, thì vậy các bạn hãy thay đổi điều đó. Đây là cái bảng để trả lời cho câu hỏi là có nên hút thuốc lá hay không. So sánh cả bị động, cả chủ động, cả trong nhà lẫn ở ngoài. Và người ta đều thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta ở trong một cái nhà, chúng ta hút thuốc lá bị động thì nó cũng tăng nguy cơ biến cố mạch vành chúng ta lên từ 1,5 đến 2 lần. Chẳng khác gì chúng ta tự hút thuốc cả. Vậy chúng ta phải hiểu điều đó và nói cho người bệnh điều đó. Và đặc biệt là đừng bắt các bà, các cô phải chịu đựng ông chồng. Mẹ xin lỗi, chịu đựng cả đời đã chết rồi, lại còn phải chịu đựng thêm cái đống hút thuốc lá nữa. Để làm gì ạ? Đúng không? Ông hút thuốc lá thì ông ra ngoài mà hút, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi muốn nói rõ là như vậy. Và kể cả khi chúng ta ngừng hút thuốc lá, cân chúng ta tăng lên. 60% đàn ông hút thuốc lá trở lại là vì thấy tăng cân. Nhưng mà nếu có tăng cân lên, cái nguy cơ xảy ra nhờ do tăng cân thấp hơn rất nhiều so với việc duy trì hút thuốc lá. Và phải bỏ thuốc lá cỡ khoảng 10 năm thì nguy cơ nó mới bắt đầu về giống như một người gì ạ? Không hút thuốc. Nhá, đấy là lý do vì sao đều có con số dịch tễ để cho thấy vui lòng đừng hút thuốc. Hút thuốc rồi mà tăng cân thì làm biện pháp khác, đẩy biện pháp để giảm cân. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ hút thuốc lá, chúng ta sẽ gia tăng nguy cơ một cách rất đáng kể.